Nhận định trận đấu giữa Ba Lan vs Argentina, 2 giờ ngày 1 tháng 12, lịch thi đấu World Cup 2022. Nhận định trận đấu giữa Ba Lan vs Argentina tại vòng bảng World Cup 2022 được diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 1 tháng 12. Nhận định trận đấu giữa Ba Lan vs Argentina. Trận đấu đáng chú ý nhất tại lượt trận cuối cùng của bảng C sẽ là cuộc đối đầu giữa Ba Lan vs Argentina. Cả hai đang có những mục tiêu quan trọng, xét về tổng thể Argentina đang nhìn hơn đối thủ. Argentina đang rất cần một chiến thắng để lấy được ngôi vị đầu bảng họ là những người đang được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình cũng như phong độ tốt hơn ba lan đối mặt với một đối thủ khó nhằn như là ba lan thì hàng công của đội tuyển argentina sẽ gặp không ít khó khăn nhưng với những gì họ đang có chiến thắng sẽ không quá xa vời bên kia sân ba lan cũng đang cần một chiến thắng để nắm chắc tấm vé đi tiếp cục diện bảng c vẫn chưa ngã ngũ nên họ không được phép phạm bất cứ sai lầm nào ở trận đấu này tuy nhiên Thử thách thực sự đã đến với Ba Lan khi ở vòng đấu này họ phải đối đầu với một Argentina được đánh giá khá cao. Đây là bài toán khó dành cho thầy trò huấn luyện viên Seslo Mignewicz. Kết quả thi đấu gần đây Ba Lan vs Argentina. Ba Lan chiến thắng 3 trên 5 trận đấu gần đây. Argentina chiến thắng 4 trên 5 trận gần nhất. Ba Lan thắng 2 trên 3 trận đối đầu với Argentina. Dưới đây là kết quả những trận đối đầu của Ba Lan vs Argentina tại các đấu trường. Lực lượng vắng mặt Ba Lan vs Argentina. Ba Lan đầy đủ lực lượng, Argentina đầy đủ lực lượng. Dự đoán tỷ số Ba Lan vs Argentina một đến hai đội hình dự kiến Ba Lan vs Argentina. Ba Lan: Seni, Zalewski, Kaskiewicz, Lick, Benarek, Simenski, Prichowicz, Lewandowski, Zielinski, Milik. Argentina: Martinez, Molina, Acuna, Lisandro, Otamendi, Mac Alister, Pared, Paredes, Messi, Martinez, Di Maria.